Chào bạn, mình là Nguyễn Công Trình. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn là các mặt hàng mà bán chạy trên eBay để các bạn có thể tìm được cái món hàng, tìm được cái phân khúc thị trường mà các bạn cần phải tiếp cận ở trên web eBay cũng như là trên Amazon cũng như trên các thương mại điện tử, trang thương mại điện tử khác. Ở đây là các mặt hàng mình viết bằng tiếng Anh. Đấy. Chúng ta có thể thấy các mặt hàng mình viết bằng tiếng Anh như sau. Và nếu các bạn dịch ra tiếng Việt thì chúng ta có thể tạm dịch như sau. Gồm có các mặt hàng như sau. Đầu tiên là thuốc giảm cân. Cái hai là tăng cường các vấn đề về dinh dưỡng, tình dục, về mùi hương, về bộ cờ vua, cờ tướng, trang sức, đồng hồ, đấy, xe đẩy, quần áo cho nữ, trang phục phương Tây như là giày cao bồi, thắt lưng, áo sơ mi, áo khoác, các phần mềm bao gồm là các phần mềm chương trình và các app, các trò phần mềm trò chơi, bút chấm ngáy, dụng cụ, nước hoa, sách tôn giáo và kinh thánh, sách viễn tưởng, thể thao, khoa học lịch sử, bản đồ và bản in về tàu, hoa, động vật, đó là các bản in về tàu, hoa, động vật, vân vân. Phụ tùng ô tô và các ô tô, thiết bị ô tô chuyên dụng, xe hơi, xe bán tải của Nhật Bản, mô hình ô tô và sưu tầm xe hơi, các vấn đề về thể thao, vấn đề về sưu tầm, các tập sưu tầm về thể thao. Đấy. Đó là những cái vấn đề về các mặt hàng bán chạy trên eBay. Một điều quan trọng khi mà các bạn tiếp xúc với môi trường thương mại điện tử ấy là chúng ta phải biết sử dụng PayPal. Và dĩ nhiên là nhiều trường hợp là PayPal limit, PayPal bị khóa tài khoản và bị xóa đi thì đó là quá một điều đáng tiếc. Thì mình sẽ tổng hợp lại những cái lưu ý mà chúng ta sử dụng PayPal, đó là điều thứ nhất là một người chỉ sử dụng được hai tài khoản thông tin giống nhau nhưng khác về ngân hàng AD và tài khoản đó. Cái thứ hai là tài khoản có thể trùng tên nhưng khác nhau về địa chỉ, số tài khoản ngân hàng thì vẫn được. Đó là tránh trường hợp đăng nhập trên nhiều thiết bị, nhiều ID, nhiều người cùng đăng nhập và trong khoảng thời gian ngắn. Nếu mà tài khoản bị giới hạn trong vòng 180 ngày thì sau 180 ngày được rút tiền nhưng sẽ không sử dụng nữa. Tài khoản mới thì phải trải qua 3 bước thử thách. Thử thách thứ nhất là hoàn thành 5 giao dịch, không bị comment. Giao dịch hoàn toàn là sạch. Tổng sơ giao dịch là ít nhất là 200 USD và ít nhất là 60 giao dịch sạch, không bị comment. Đối với tài khoản mới thì nếu nhiều giao dịch, nhiều tiền mà không chứng minh được số tiền đó đến từ đâu thì sẽ bị limit, tức là sẽ bị giới hạn ngay. Tài khoản mới thì nên gắn một dịch vụ sạch nào đó, chẳng hạn là một web, một forum hay là một platform nào đó. Tài khoản cá nhân, với cá nhân thì tài khoản miễn sao là không vi phạm, không bị comment là được. Đối với tài khoản doanh nghiệp thì tài khoản nó phải dành cho tổ chức, công ty nên cần phải chứng thực nhiều loại giấy tờ hợp thức hóa. Nếu tài khoản bị limit, tức là bị giới hạn thì không nên dùng bất cứ thông tin hoặc là tài khoản nào liên quan đến cái tài khoản bị giới hạn đó cả. Cái thứ 11 đó là tài khoản có đầy đủ thông tin chính chủ và tên tài khoản có trùng với tên thẻ ngân hàng thì mới rút tiền về được, về cái thẻ ATM của chúng ta được. Nếu một tài khoản bị PayPal bị âm tiền thì PayPal sẽ trigger tiền từ thẻ PayPal đã link với tài khoản PayPal đó. Không sử dụng tài khoản mới đăng nhập trên Internet đã có tài khoản bị limit là 180 ngày. Nếu IP và thông tin đăng ký có liên quan đến tài khoản limit thì tài khoản mới cũng sẽ bị limit rất là cao. PayPal sẽ luôn luôn là nó sẽ xếp địa chỉ IP login, domain để tìm cái sự liên quan đến tài khoản limit đó. Bất cứ khi nào, ở đâu, mạng nào, thiết bị gì PayPal để lưu IP vào. Và nếu IP có liên quan đến tài khoản limit thì khả năng là bị limit rất là cao. Giao dịch cho tặng những cái cá nhân
Với cá nhân thì không thể nào vi phân, ngoại trừ khi là người nhận đồng ý cái giao dịch đấy. Nếu khiếu nại về sản phẩm tốt nhất, nên vi phân nếu khách hàng leo thang đến với bao sẽ bị blacklist. Tài khoản với bao sạch thì nên gắn với web domain platform sạch đấy. Cung cấp dịch vụ sạch và tốt nhất là tài khoản sẽ trở nên là lâu bền. Tiêu chí là thông tin phải đầy đủ chính xác và trong sạch, cộng với dịch vụ tốt thì tài khoản PayPal sẽ sạch bền và tiền sẽ bền vững. Khi một tài khoản limit 180 ngày mà không có khách nào gỡ được thì PayPal sẽ trả lời chung chung. Không hiểu được lý do chính xác thì chỉ có tự mình hoàn thiện, làm tốt thì nó sẽ tiếp tục. Thông tin cá nhân, giấy tờ, địa chỉ, thẻ ngân hàng có chính xác với thông tin thực tế của chủ tài khoản. Đây là tất cả những cái vấn đề mình cần liên quan đến PayPal mà bạn cần phải quan tâm. Và các bạn, nếu muốn cụ thể, nếu muốn truy cập vào cái thì các bạn có thể truy cập vào trang blog của mình, tài liệu học tập blog.com. Đây là cái blog cá nhân của mình, tổng hợp lại. Và hẹn gặp lại bạn ở cái buổi chia sẻ tiếp theo.